Em chào cả nhà, hôm nay giới thiệu đến cho cả nhà mình một lô đất view nha. Thuộc xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Xã phát triển nhất trong huyện Lâm Hà mình. Ở đây có tổng diện tích là hơn 1.000m² này các bác. Hiện tại đang cho trồng ngô, trồng bắp này, cũng chuẩn bị thu rồi. Bắp này thì bắp đỏ thôi, bắp cho gà ăn các bác. Hay là nổ bỏng ngô nha. Đó thì đây là cái view của mình, view ngoài trung tâm huyện. Rất là đẹp nha. Các bạn đến xem thực tế thì mới thấy được cái vị trí nó rất là đẹp các bác. Cái view á, cái view rất là đẹp luôn. Đó, hôm nay trời khói khói. Đây, khói ở bên này. Người ta đốt cây nên là nó hơi mù mờ này. Còn góc bên này thì đang mưa. Đó, đây các bác có thể thấy này. Đang mưa và sấm chớp đang kêu này. Đó, hôm nay mà không có khói thì nhìn nó thoáng, nó đẹp lắm các bác. Cực kỳ là mát mẻ luôn. Vị trí mình thì cao ráo. Thì lô đất này đã có cho mình là 100m thổ cư rồi. Đường bê tông nha. Đường bê tông. Thì nó tính khoảng từ đây các bác. Từ đây. Đó, chạy sâu của mình đâu đó khoảng 60m này. Chạy ngang, cái chiều dài mặt đường của mình rơi vào được khoảng hơn 16m. Hậu nở ra là hơn 17m. Đấy, chiều sâu thì khoảng 60m, hơn 1.000m², có 100m thổ cư, sổ sách đầy đủ. Các bác mua vào thì công chứng luôn nha, sổ sẵn rồi. Đó, thì lô này chủ đang bán cái giá là 730 triệu các bác nhá. Vẫn có một chút thương lượng lọc lá thôi, bớt lọc lá cho mình. Đó, thì nhìn thẳng xuống cái view của mình đây á, nó là cái hướng đông. Còn đất của mình nhìn ra ngoài đường á, thì nó là cái hướng tây nha. Từ đây nhìn qua bên này là hướng tây. Đó, các bác nào hợp với phong thủy của mình thì có thể cân nhắc về lô này. Lô này thì nó có cái thế đất là nó nghiêng nha. Đó, nó nghiêng xuống thế này. Đó. Còn so với đường thì nó bằng với đường. Đây các bác thấy cái đường, cái thế đường đây và cái thế bên trong đất mình đây thì nó thoải xuống theo đường. Tức là từ bên này nó thẳng vào ấy, thì nó nghiêng vậy. Đó, về thì các bác ủi thẳng đi. Rồi mình xây nhà ở cũng được. 1.000m² thì cũng khá là rộng. Để các bác có thể vừa ở nghỉ dưỡng này. Hay là trồng trọt cây trái vào. Vì ở đây cũng là toàn bộ là chất đất đỏ ba gian hết nha. Đó, chất đất rất là tốt luôn. Nó lại thuộc về xã Tân Hà nữa. Với nguồn nước ở đây thì các bác á, đào hoặc là mình khoan giếng sử dụng. Về nguồn điện thì đây có đường điện dân sinh nha, kéo từ đường liên xã ở dưới thì cách đường liên xã bán kính nó tầm khoảng 500m. Đường ô tô có nhá, đường ô tô dễ dàng đi vào trong này. Đó, và cách trung tâm của xã Tân Hà mình thì bán kính nó rơi vào tầm khoảng là 3 cây số, cũng là đường ô tô luôn, tại vì cũng là cách đường liên xã, xã đó đường đó là đường đi vào là xã Đan Phượng và đi ngược ra là xã Tân Hà thì nó là cái đường liên xã. Đó thì cách là 500m này, cách trung tâm chính lớn luôn á, lớn nhất trong các xã khu vực chung quanh đây thì nó bán kính chỉ 3 cây thôi. Di chuyển thì tầm khoảng 50 phút các bác là đi vào trong tới đó khu vực đất của mình, mát mẻ, cao ráo như thế này. Đó, qua khu của mình ở đây thì dân cư ở khúc dưới này nhá. Còn đi vào trong này thì cũng có 2-3 hộ dân người ta ở trong này, tại vì đây là cũng có 2-3 đường điện ở chỗ này các bác. Đó, nên là cũng có hộ dân người ta ở trong đó. Thì tới đây này. Tới đây thì em thấy người ta đổ đường bê tông là cũng chắc là hết chỉ tiêu rồi. Xin đối ứng với nhà nước là hết chỉ tiêu là tới đây. Thì vào trong này nữa thì có thể vài năm nữa xin chỉ tiêu tiếp và tiếp tục đổ nha. Thì đất của mình cũng bám cái đoạn cuối của đường bê tông rồi. Nó vẫn hơn là cái đường đất các bác. Nó vẫn sạch sẽ và dễ dàng di chuyển. Đó, đằng trước đây thì cũng có vài cục đá này. Đó, vài cục đá các bác làm kiểng, làm cạnh gì đó. Đó. Chỗ này có ngô, không có ngô nhìn nó cũng thoáng hơn nhiều. Em đứng lên cục đá các bác, cao thoáng mát mẻ.
nhìn dễ chịu cực kỳ. Đó. Nhìn thực tế thì nó đẹp lắm các bác. Em nhìn nó trong điện thoại đây này thì nó zoom lại thì nó mới thấy đẹp, còn em cho ra xa cái thì thấy nó nhỏ. Nhưng mà nhìn thực tế thì đẹp. Đó, còn quán xá của mình, các bác nào mà muốn mua đồ ăn các cái thì quán xá tự phát á, là bám đường liên xã nha. Cái trục đường liên xã đó rất là đông dân cư người ta ở luôn. Thì các bác có thể với những nhu cầu của mình, thiết yếu hàng ngày của mình á, thì có thể ra đó mua đồ ăn, thức uống. Đây, quả bắp thì cũng già hết rồi, nhưng mà người ta chưa hái. Đó, các bác vào đây bẻ bắp cũng được. Mà bắp này cho gà ăn thôi đó. Đấy. Ăn gãy răng. Cho đất đỏ hoa gian hết. Đấy, cái view của mình thì đứng từ đầu hay là từ cuối đất cũng nhìn thấy toàn bộ cái cảnh view của mình nhá. Đó, thì chỉ có 730 triệu cho tổng lô đất này. Nó thuộc về xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Cách bán kính Đà Lạt thì khoảng 50 cây, hay là cách bán kính sân bay Liên Khương á là tầm 25 cây. 20 đến 25 cây nha. Còn nếu mà cách quốc lộ 20 thì tầm khoảng 18 cây. Đó. Di chuyển dễ dàng. Đi ô tô cũng được, đi xe máy cũng được. Đi máy bay cũng được. Đi máy bay thì tới sân bay Liên Khương là mình bắt xe buýt vào, hoặc là mình đi taxi vào, hoặc là alo cho em Lộc là em Lộc chạy ra em Lộc đón. Đó, thì các bác quan tâm về lô đất này thì liên hệ qua cho em nha. Em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Thank you.